Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta giống như tổ chức một cái chương trình sinh hoạt đại chúng mà có chụp hình giúp cho đại chúng được vui khi mà cái chương trình này Như Đức tổ chức. Như Đức nghĩ chùa mình mỗi năm nên tổ chức những cái chương trình mà giống như cái lễ chi ăn mà cho gia đình người ta đến, không phải gửi chưng cẳng gì hết, mà người thân từ cha mẹ, ông bà cha mẹ rồi con cháu được chụp hình lưu niệm với nhau. Trước đó có một bài nói chuyện để cho gia đình có được sự gặn gũi lại với nhau và họ hiểu được cái nguyên lý, cái hạnh phúc của một gia đình chưa hẳn là hoàn toàn có tiền nhiều quá, mà nó có cái việc mà tình người, con người xích gần lại, từ ông bà cha mẹ con cháu gần gũi lại với nhau. Nên mỗi năm nhà Đức nghĩ mình nên tổ chức cái chương trình đó, chứ không có tổ chức lễ chi ăn mà rửa chân cẳng cho cha mẹ. Tại vì cái việc này mình nghĩ lâu dài người ta không làm được, nhưng mà nói và dạy cái mà người ta làm được. Như hôm nay nhà Đức chụp hình với tất cả các cụ trong chùa, với các cô, các chú, các thầy, giống như đây là một đại gia đình sum họp gần gũi bên nhau. Nhà Đức thấy chùa mình cuộc sống rất đơn giản mà vui rất là nhiều, niềm vui nhiều, tại vì mình nghĩ ra nhiều cái để cho các cụ vui. Nhà Đức nghĩ rằng là mỗi tuần nhà Đức đều có giảng các đạo tràng, sau này lâu lâu nhà Đức cứ tổ chức cái chương trình gì, vừa có bài giảng mà vừa có chụp hình với các cụ, làm cho các cụ trong chùa phải vui, rồi các cô cũng vui, các thầy các chú thấy cũng vui, anh em nó gần gũi nhau quý vị. Như bữa nay mình thấy vui ghê nè, thấy gần gũi. Rồi công đoạn này mình kép từng tấm hình để những bài nhạc gì đó về đạo đức á, rồi mình để hình ảnh này nó chạy trên cái màn hình đó. Tự nhiên lâu lâu bật cái cụ coi, cụ có thấy ôm hình tôi kìa, không? Nó đó là cái niềm vui nghe quý vị. Những cái việc mình làm nó đơn giản mà tự nhiên thấy ra. Nếu như mà mỗi gia đình chừng ông bà cha mẹ con cháu, hoặc là cha mẹ với một hai đứa con cũng có tổ chức cái chương trình đó được ý. Cứ là năm một hai lần gia đình sum họp ngồi lại nhau vậy đó, vậy đó nghe mà gia đình hạnh phúc nghe quý vị, gần gũi hạnh phúc, cái gia đình đó được người ta ngưỡng mộ. Nên là những Đức nghĩ trong năm nay những Đức sẽ tổ chức được nhiều chương trình, những chương trình như là để cho gia đình người ta được gặp mặt nhau, gia đình năm bảy người, 10 người, người ta được chụp hình với nhau, rồi được ngồi bên nhau mình nói chuyện cho người ta nghe, để nhắc làm sao mà con người khi sống với con người, lúc còn sống nên có sự trân quý, chứ đừng có đợi đến chết rồi khóc, mà nên đến với nhau lúc khi còn sống. Như mấy ngày nay những Đức cũng sắp xếp bếp núc, ngày mai buổi sáng những Đức chắc một thời gian mỗi buổi sáng những Đức đi nấu ăn. Nấu ra thành một mô hình để cái việc nấu ăn ở trong chùa mình vừa gọn, khỏe, rẻ mà ngon. Để Như Đức điều chỉnh sao cho mấy cô mình đưa cái mô hình cho nó nấu mà khỏe, chứ thấy nó cực quá. Làm mà cứ quanh năm gì nó nói không đơn giản. Mà khi làm mà tới giờ ăn cơm chảy lăn xăng. Vậy rồi sống sao nổi, viết tâm trạng loạn hết. Nên mình ăn chay, sống ổn định là được rồi, không có cần nhiều món lu bu.
Nên những đức nấu thì sao mà, ví dụ như xào, kho, canh, rồi ví dụ như mình mua sữa chua rồi thêm cho cụ ăn, chán miệng, rồi trái cây, vậy là được lắm rồi các cụ ơi. Không. Rồi ra mô hình nấu làm sao mà buổi sáng trước khi nấu mà mấy đứa nó được nghỉ một chút, để ban bệ được nghỉ một chút, nó thoải mái cái tâm, rồi xong nó mới làm việc. Rồi làm việc xong, nấu ăn xong rồi đi lau mình mẩy rửa mặt mày, tới giờ một chút ăn cơm, nó cảm giác cái tâm trạng nó ổn định rồi mới đi ăn cơm. Cái người vậy đó nó khỏe lắm cái tâm. Còn nếu mà tới giờ ăn cơm mà chạy lăng xăng lao biết đồ, tranh thủ để chạy đi ăn cơm, cái tâm đó nó mệt quá. Khi ăn cơm, đồ ăn nó không có mỹ vị đâu, không có tốt. Nên mình chịu khó quý vị ơi. Với những đức thấy rằng cứ giảng pháp rồi hướng dẫn tu không, không có làm nó cũng yếu. Chứ đúng ra sức khỏe như đức ngày xưa tốt dữ lắm, mà sau này cứ giảng pháp rồi hướng dẫn tu không có thời gian đi làm được cái gì. Thôi bây giờ mình cũng nhào vô bếp mình làm chút đỉnh chuyện, vì mình cũng còn sức khỏe tốt mà còn trẻ, mình cố gắng. Nó nên đó là một gia đình đó quý vị. Mình làm ra một gia đình cho nó đặc biệt, để cho nhiều người ta nhìn gia đình này, để mà người ta học theo. Những đức nói cái hạnh phúc của con người là một gia đình được gần gũi quý vị, lo lắng cho nhau, quan tâm. Nhất là cái nội tâm là cái quan trọng. Buồn phiền gì cỡ mở ra liền. Khi mà cái gì không phải cái một người hạ mình xuống, đừng có bao giờ hai người đứng lên hết, nó đụng. Khi mà ai tức quá mình hạ mình xuống, trong gia đình mình là gì đó, vợ tức quá thì chồng mình nhịn bả một chút đi, rồi nữa mình nói sao, chồng tức quá thì vợ nhịn một chút đi, thì tự nhiên nó yên quý vị. Nếu hai người cùng đứng lên hết thì nó đụng rồi. Một gia đình cần phải được nhắc nhở gì quý vị. Nên đoàn thể của chúng ta đông mà được bình yên là những đức phải nghĩ ra nhiều cách cho có cụ ở chỗ mà tu mà vui, các cô cũng vui. Năm nay những đức sẽ nghĩ ra nhiều cách để cho chùa mình càng vui hơn nữa, vui trong cái pháp vị. Nên những đức có chụp tấm hình, có viết hai câu: người thành công thì thường nghĩ ra phương pháp, người thất bại thì thường diễn lý do. Chúng ta mà thành công á, nghĩ phương pháp, càng nghĩ thì càng hay. Nghĩ những điều xác thực gần gũi nhất càng hay. Như hôm nay chương trình hồi nãy giờ như đức chụp hình với các cụ, hồi nãy như đức qua là còn 40 phút nữa mới 6 giờ. Mà nãy chụp hình với các cụ xong hết với đại chúng là tính ra 6:10. Nó ngồi vậy chụp chút, mắt nó cũng không phải đơn giản, cái miệng nó cũng mỏi. Tại vì con người mình á, mình đâu có đẹp đâu, nên mình phải làm duyên làm dáng một chút. Mình không có đẹp như người ta, như hậu kim to đồ đẹp thì sao cũng đẹp. Còn mình bây giờ mình phải cừ, mình tạo dáng tạo gì tùm lum tùm la, mà làm gì một chút nó mỏi miệng lắm quý vị ơi. Nó hao năng lượng. Quý vị chụp có một boy không có sao đâu, mà nhà đức chụp với nhiều boy á, làm dáng nhiều cách nó nói nó hao năng lượng, nó muốn mệt cái đầu. Thử đi, ai mà ngồi đi chụp đi rồi sẽ biết à. Nó nên cái làm duyên làm dáng nó cũng hao năng lượng đó quý vị, điệu đàn mà. Chứ bình thường thì đâu có hao năng lượng, mà mình thì cái tính nó điệu từ xưa tới giờ. Nam nữ gì cũng từ xưa, từ xưa là nghĩa là từ vô thủy kiếp tới giờ. Điệu đàn là phẩm chất của con người. Có khi đời nào mình cũng làm người nữ nữa, kem phấn ăn diện điệu. Thì bây giờ dù làm người nam nhưng mà nó vẫn còn cái điệu đó. Cái tốt nghiệp nó chiêu cảm nó đâu có hết đâu quý vị. Có khi mà mình chụp hình đi, miệng gì mà làm bộ vậy nè, điệu, thấy chưa? Là đó là cái gì? Đó là tốt nghiệp của phụ nữ. Chứ đàn ông thì bình thường đi, nhưng mà mình điệu đàn là biết là mình là nhiều đời nhiều kiếp mình cũng làm con gái. Có khi điệu quá, có khi mình cũng từng bị đê không chứ. Chưa. Mỗi lần mà hát á, Kim Tho cứ nói với chú Tâm Nhiên gì, nói với thầy đừng nói bị đê nghe, coi chừng dính. Coi chừng trong đó có. Nên thầy đừng nói tiếng bê đê, coi chừng ta mắc cỡ. Nên những đức á, đâu có bao giờ nói đâu.
vì quý vị biết rằng nhiều anh chị bây giờ cũng cũng mẻ dữ lắm, hiểu không? Nên từ nơi đó mà chùa mình, quý vị, cái chương trình nó đơn giản gì mà nó rất là vui. Ví dụ như chương trình bữa nay nè, trước nhất chụp hình, đây là một mô hình rồi đó. Như Đức làm, như Đức thấy là một mô hình rồi đó. Các chùa sau này Đức sẽ làm vậy cho các cụ vui nè. Mình chịu khó mình ngồi đó mình làm vậy đi, mấy bà cụ bà quý mình mà bà sẽ vui dữ lắm. Như mấy cô mấy cụ hôm nay vui nè, nó một chút xong hết trơn cho các cô chụp với các cụ. Tại vì xong rồi các cô cứ chụp đi, các cô chụp với các cụ. Đấy, tại vì như chụp với cô Chính đồ, ví dụ như đây là em Hòa Thượng, cô Chính cũng coi chùa từ xưa tới giờ, thì mình ở đây có thật sự mà nói, chúng ta uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Những cái câu mà nói mà gần gũi nhất, ăn cái nào thì gào cái nấy thôi. Như Đức nói thiệt, ngày xưa như Đức sống trên kia, thầy chủ trì trên Đà Lạt, thì bây giờ mình làm người xuất gia mà, dù thương người thân nhưng mà không có gần. Mình thương người thân mình, mình gần người thân mình quá, người ta chỉ làm theo, sao tu đấy. Mình cũng thương người thân mình mà mình không có gần như anh chị như Đức đến, như Đức có gần gũi đâu. Nếu như Đức cũng làm điều đó thì ai cũng làm vậy chứ khó tu dữ lắm. Nên mình cũng hy sinh một chút. Mình biết cái điều đó, thầy không làm điều đó, mình phải làm khác. Mình là đệ tử nên ở phía sau những Đức thương anh chị em của thầy vậy lắm. Phía sau những Đức có gì khó khó những Đức lo lắng hết trơn cho anh chị của người ta. Nên từ như đó mà những Đức được người thân người ta thương dữ lắm. Như những Đức đến với Hòa Thượng, những Đức cũng hiểu nguyên lý này. Quý vị biết, người ngoài đời người ta nói máu chảy ruột mềm, người thân mà nó cảm thấy nó giao cảm dữ lắm quý vị. Ai mà không thương người thân. Ví dụ như mấy thầy đồ sống với những Đức vậy, như mấy chú năm nay những Đức nói tặng cho hai cái máy, cha mẹ có vô tặng cho cha mẹ lì xì cho 1 triệu, có khi cha mẹ vô gửi cho cha mẹ có tấm lòng. Như mấy cô đến những Đức vậy, mấy cô coi những Đức như người trong nhà đi, mấy cô chỉ cần biết cha mẹ của mình khó khăn mình nhìn mình biết hết chứ. Nói thầy ơi, ba mẹ con không có làm ra tiền, lâu lâu lên thăm con vậy đó chứ tiền xe eo hẹp dữ lắm. Mấy cô cứ coi những Đức là người trong nhà đi, những Đức có cười mấy cô đâu, có cười đâu, ai mà cười kỳ cục với trẻ, người ta sống với mình mà. Như bữa đó có một cô gia đình lên là trước khi lên là điện nói thầy ơi, con lên á là đủ tiền xe lên mà không có đủ tiền xe về, tại vì ở xa đi đến đây hai người mà tốn tới 2 triệu mấy, không có đơn giản đâu quý vị. Những Đức nói lên đi. Xong rồi đi về là những Đức kêu cô Bạch gỡ cho ba mẹ. Chúng ta nên sống vậy như một gia đình đi quý vị, đừng có ngại. Mình đừng nên gần với nhau như một gia đình chứ đừng có coi nhau xa lạ. Đừng có nói rằng nói gì mắc cỡ người ta cười chê bậy. Mình sống mà cười chê thì coi gì là con người nữa. Nên cứ mình thấy cha mẹ mình lâu lâu lên thăm, mình biết cái gia đình của mình, mình biết cái gia đình của mình làm cái gì, làm ruộng làm rẫy có khi cũng khó khăn. Mỗi lần đi xe cộ không giỡn. Ngày xưa ba mẹ như Đức muốn đi đâu đâu có tiền đâu, có khi đi mượn tiền hoặc đi bán giả lúa. Mình thấy người dưới quê người ta khổ lắm. Nên chúng ta có điều kiện, con cái tu ở đây, mình nghĩ cho cha mẹ người ta, sau này cha mẹ đủ duyên vô mình phải phụng dưỡng, mình phải lo lắng, tấm lòng mình phải vậy đó. Nên những Đức nói rằng những Đức ở đây là bên dòng họ Hòa Thượng những Đức thương. Tại vì mình mới hiểu điều đó, mình làm cho Hòa Thượng chứ. Mình phải thấy Hòa Thượng cái gì mà mình làm được mình làm. Như bản thân những Đức, mình ai mà không thương gia đình người thân của mình. Nhưng mà mỗi người mình tự làm tấm gương coi được chút, để mình hướng dẫn người ta. Chứ gia đình mình vô mình bo bo theo gia đình mình ai cũng vậy chứ sao tu. Nên họ hiểu mình thì mọi việc đều tốt quá thôi, nghe không? Nên cái vai trò của Phật Pháp nó giống như diễn tuồng vậy đó. Mỗi người diễn cái vai vậy đó. Chứ làm gì không thương người thân. Ví dụ như bây giờ thầy Nhân ăn được ở đây lâu lâu, như Đức nói ông cụ bà cụ ở nhà đâu có làm được gì đâu. Nè, như Đức gửi cho ông cụ bà cụ một miếng cà phê nè. Nghĩa là gì? Mình nghĩ tới cha mẹ của anh em. Đó là cái điều mà mỗi con người sống hãy nhận thức được điều này. Người ta cũng đi cùng chung với mình con đường này. Như các cô Nhân Đức coi như người trong nhà vậy đó. Sống với nhau có khi Nhân Đức la cái gì đừng có buồn. Con người Nhân Đức mau lắm. Có khi Nhân Đức gầy cái gì một cái thôi đừng có nói chứ. Ngày mai lại nói một tiếng là Nhân Đức quên mất tiêu. Người ngủ một giấc là quên mất tiêu rồi. Nhân Đức không có bao giờ để trong tâm đâu, không có ác ý. Mà kỵ nhất là nói rồi là cái mặt nhăn nhăn rồi không nói tiếng gì, không xin lỗi gì, không hạ mình xuống là Nhân Đức là không chịu.
người ta làm lãnh đạo mà, quý vị. Không lẽ người ta đi năn nỉ mình. Nó, Tào Tháo có một câu nói cũng hay lắm. Mà sau này người lãnh đạo nhiều người cũng học theo. Tào Tháo nói một câu gì mà người tu mình thì không nên học nhiều, mà có khi cũng phải cần áp dụng. Tào Tháo nói một câu là người lãnh đạo khi sai không có nhận sai mà tự sửa lỗi. Nên người lãnh đạo người ta không nói người ta sai mà người ta tự sửa. Vì người ta nói người ta sai, nhiều người không hiểu thì lại leo. Nên cái sự lãnh đạo người ta nó khó khăn. Nên Tào Tháo nói những câu sau này nhiều người áp dụng lắm á. Nên mỗi một con người mình sống mình, cái đạo đức giữa con người nhau nó đặc biệt. Người ta sống với mình người ta cũng yên tâm nữa. Nên Lưu Bị nói một câu rất là hay. Cả đời của Lưu Bị sống như thế nào? Thà để người phụ tôi không phụ người. Còn Tào Tháo thì nói một câu rằng thà ta phụ thiên hạ không để thiên hạ phụ ta. Cái câu mà Tào Tháo tạo nghiệp nhất là câu gì? Thà giết lầm không thả lầm, để lại cho nhân loại sau này luôn. Những câu Tào Tháo để là ghê. Còn Lưu Bị để một câu có đạo đức: thà thiên hạ phụ ta, ta không phụ thiên hạ. Còn mình thì người tu thì mình nói câu gì? Tin sâu nhân quả, gieo nhân nào gặt quả báo nay. Ai đến với mình thì gần gũi, ai xa mình thì duyên. Chúng ta sống gì nó đặc biệt quá. Nên sống với nhau làm sao có một tấm lòng, quý vị. Nên cái chương trình này nó thấy nó gần gũi hay nè, rất là hay nè. Nên các điểm chùa một năm nên 2-3 lần tổ chức cái chương trình này. Nó có gì đâu thì cũng là một bài giảng của nhân đức. Nhưng mà thêm cái cho các cụ diện chút cạo đầu đâu, quấn khăn đồ chụp hình các cụ với các cô. Nó làm nó có một cái gì đó của một đại chúng, để cho người ta nhìn thấy một đoàn thể nó có cái gì đặc biệt. Quý vị ơi, tại sao chùa mình đông quý vị? Tại nhân đức nghĩ nhiều cái cách mà ở dưới quê miền Tây ngày xưa đã áp dụng. Ở miền Tây người ta gần gũi lắm, thật sự luôn á. Có người miền Tây họ rất gần gũi, người miền Tây họ có một cái tính là nghèo nhưng mà sộp, xài sang nên nghèo hoài. Nên từ nơi đó mà mình bị ảnh hưởng đó, chứ không dẫn đâu. Nên bây giờ mình áp dụng một gia đình Nhân Đức nói thiệt. Ngày xưa Nhân Đức còn nhỏ, Nhân Đức mơ mộng cái việc ngày nào mà ba mẹ Nhân Đức đừng có cự lộn quýnh lộn. Thật sự còn nhỏ, ngày nào mà Nhân Đức thấy ba Nhân Đức không ngồi ở nhà, ông không nhậu nha, là ngày đó Nhân Đức vui ghê. Mà bữa nào ông đi nhậu là mình thấy mình buồn rồi, vì tối nay nè ông đi nhậu về, tối nay là có chuyện nè. Ông cứ ngồi ông nói một chút rồi bả cự, rồi hai ông bà quýnh lộn. Mình bay vô mình ôm bả cho ông đánh. Tại vì mình đeo, mình thấy mẹ mình bị đánh, mình đeo theo chứ mình có làm gì đâu. Nên từ nơi đó mình thấy đúng là cái hoàn cảnh gia đình mà không thuận thảo, không hạnh phúc, trời nó khổ gì con nhỏ. Con cái trong nhà nó buồn, đừng có nói nữa. Bản thân những đứa còn nhỏ không có chịu ở nhà, quý vị ơi. Không có chịu ở nhà vì thấy cái gia đình mình những đứa nản lòng lắm. Nên bây giờ mình đi tu mình càng nghĩ ra bản thân mình mong làm sao. Mấy cụ đồ, đại chúng đồ vô đây như Tết, mình hết lòng mình sắp xếp luôn á. Mình mong làm sao người ta ở đây người ta ăn Tết người ta vui. Mình dùng mọi cách luôn á. Nó làm cách này làm cách kia tùm lum. Nó rồi người ta sống ở đây với mình mong người ta được vui. Không, những đức chắc là như vậy nên những đức thường vui quý vị ơi. Những đức có thường nghĩ mong cho người ta vui. Những đức ngồi, những đức không có bao giờ mà làm biếng quý vị. Ngồi bao lâu cũng không làm biếng, nhưng chỉ cần thấy người ta cười là mình thấy mình vui. Còn ngồi mà thấy người ta mệt mỏi là tự nhiên mình thấy cũng tội nghiệp người ta. Nên từ nơi đó mà mình nghĩ cho người ta vui không à. Nên bản thân mình chắc là nó trả lại cho mình thường vui. Nên những đức mong quý vị cũng nên có cái tâm đó, thường nghĩ với người ta nhiều hơn nghĩ cho mình thì mình đặc biệt đó, hạnh phúc. Tu hành là cái tâm đó đó quý vị ơi. Ví dụ như bữa nay chụp hình xong, những đức nói chuyện chút tí à. Nãy giờ nói chuyện cũng có 15 phút rồi xong á. Bữa nay Kim Tho có 2 bài hát tặng đại chúng. Hồi chiều này Ngọc Danh Kim Tho cũng đủ duyên lên rồi, sẵn mời ở lại giữ chương trình rồi có 2 bài hát gì tặng các cụ. Như bữa mừng thọ các cụ mình đâu có lên hết đâu, lên có được đâu, cụ đâu có lên được đâu, cuối cùng lên có một số bà ít xịt rồi chương trình đó. Nhưng mà các cụ không có được một cái chương trình cho các cụ.
Quý vị Phật tử khắp nơi nơi hãy nhớ điều này. Nếu như những đức mà không thương người bên cạnh như đức thì những đức mới thương quý vị đâu. Nếu người bên cạnh mà những đức không thương thật lòng thì những đức thương quý vị là dụng tâm, giả tâm, không có đúng. Nên những đức gỡ câu này đến cho tất cả quý vị. Hãy thương những người bên cạnh mình bằng cả tấm lòng mới thương người khác được. Đúng không? Chồng thì thương vợ, vợ thương chồng. Cha mẹ thương con hiếu với cha mẹ. Rồi mở rộng ra là anh em mình. Chúng ta nên có cái tâm vậy thì tới cái người khác người ta không nói được mình gì chứ. Quý vị đừng bao giờ tiếp nhận Phật Pháp mà quý vị đi làm từ thiện đầu này đầu kia mà anh em chị em thì nghèo khổ khó khăn. Hoặc người đi làm thì mình lại keo kiệt với họ, đừng có gì. Đối với người đi làm bên cạnh mình họ cũng đang cần tiền lắm, cho họ thêm chút đó đi. Hoặc là mỗi tháng gì đó đãi họ buổi ăn gì. Cái đó là một cái tấm lòng mà họ nghĩ đến mình. Và bản thân họ nỗ lực nên mình mới thành đạt được sự nghiệp. Nên cái này là cái hành động sống chúng ta phải nhận thức điều này. Nên cả chùa mình nó quy nhất về một người. Bản thân những đức cũng cố gắng. Bây giờ mà những đức đi xuống tới nhà bếp nấu ăn là những đức cũng là dùng cái phương pháp mà đi xuống. Lên được phải xuống được. Giờ thấy nhà bếp cũng mừng là cái nó thành một hệ thống mấy đứa nó làm việc. Mong làm sao mà từ trên tới dưới nó thành một nhịp nhàng làm việc. Chị em nó thương nhau. Mình xuống bếp mình sắp xếp. Nó làm thời gian nó làm là làm. Pha một thùng nước thì anh chị em cùng uống. Tuyệt đối không có ai mà nói đói bụng muốn ăn gì ăn. Để cho mình giữ cái phước của mình. Làm xong tới giờ ăn cơm. Vậy đó mà coi này nó sẽ kết quả lớn với lắm. Nên trong cái ngôi Tam Bảo nó có tổ chức, nó có một cái quy tắc gì sống. Thì chúng ta mới cảm nhận được ở trong ngôi Tam Bảo làm sao. Giống như một đứa con hư mà người ta vô quân đội, khi người ta về người ta lại nên. Tại được sự rèn luyện của quân đội. Chúng ta trong ngôi Tam Bảo lúc nào vui vui, nhưng có những lúc chúng ta phải có quy tắc để sống cho nó đặc biệt, có hương vị trong Phật Pháp. Nên năm nay những đức sẽ có nhiều chương trình. Rồi có những chương trình nào là sẽ cho hoàng người nghèo riêng biệt. Và chương trình cho hoàng người nghèo những đức sẽ có sự tính toán lại. Tất cả người nghèo ở chòm sớm tập trung về, không có Phật tử. Thấy không? Có Phật tử lợi thì cũng một số ít. Là tất cả người ta lợi chùa mình để tặng quà, tặng gạo này kia, tặng máy nghe Pháp. Số lượng những đức nói không ít đâu, giá chót gì cũng phải 5,000. Không giỡn đó, cái số lượng đó sẽ đông lắm. Là người không có nói tu đó nghe. Đi đến chùa nhưng mà phải vô chánh điện nghe những đức giảng. Xong rồi là những đức sẽ bố trí người ở ngoài cổng chùa. Khi mà họ đi ra rồi là một người là một phần quà, một người phần gà. Quà đi ra luôn chứ không có đi vô. Không bao giờ có xe 50 chỗ hay gì, chỉ là xe Honda chạy vô chùa thôi. Rồi là chạy xe ra là hai người là hai phần quà, ba người là ba phần quà, bốn người là bốn phần quà. Cứ là quà xong đi ra là giờ đó không được đi vô, chỉ có đi ra thôi. Là xong rồi là xong sạch nhất gọn hơn luôn. Mà phải niệm Phật nè, phải nghe Pháp nè, xong rồi mới tặng quà. Những đức chỉ là mong họ được tiếp nhận Phật Pháp thôi. Đó là năm nay sẽ nhất định sẽ có chương trình về người nghèo. Mà chương trình này phải báo cho bên nhà nước biết, để cho người ta cho công an đồ đến, để thấy rõ ràng cái việc làm của mình là xác thực. Nên mình phải, tuy mình ở trong chùa một nơi mình lo cho chùa được, mà mình cũng phải nghĩ về tổ chức của xã hội. Có những chương trình. Rồi qua Dĩ Quan Âm, nhà đức sẽ tổ chức một chương trình khiếm thị. Mà sau này nhà đức sẽ tổ chức chương trình khiếm thị, nhà đức sẽ xin hòa thượng nhà đức tổ chức ở bên cái nhà Toan Đại Tùng Lâm. Đó, nghĩa là mình có rất nhiều cái suy nghĩ để mình làm việc ý nghĩa trong cuộc đời quý vị. Thật sự nhà đức nói, nhà đức đang đương thờ cơ hội, bản thân nhà đức cố gắng. Khi con người mình á, trong cuộc đời này thịnh si là lẽ thường đó. Nên chúng ta khi thịnh thì cố gắng làm hết phước duyên cho chúng sanh. Khi mà chúng ta si rồi thì chúng ta trở lại lo tu tập, hoàn cảnh gia đình mình bình yên thôi. Không có làm gì nữa chứ. Là hay nhất luôn. Không. Nên á, các cụ đại chúng trong chùa mình cứ yên tâm. Mình sống á, mình không có phải là lao theo cái chằng cảnh đâu. Mà vì duyên làm được thì làm. Nên mong mà đại chúng ai cũng bình an cái tâm, lo niệm Phật, sống như một gia đình thương yêu nhau là hạnh phúc nhất. Có cơm ăn áo bặn, vậy là được rồi.
không có đòi hỏi quá cao. Vậy là bình yên hạnh phúc nhất. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Kim Tho với Ngọc Danh có duyên với chùa mình. Từ khi mà Ngọc Danh với Kim Tho đến chùa mình tới giờ là ca sĩ rồi, người ta cũng đến. Nên những đức cho Kim Tho giống như bắt nhịp cầu cho ca sĩ được đến chùa mình xe duyên, gieo duyên chứ. Thấy không? Gieo duyên. Nên anh chị ca sĩ tới lại chùa mình ta hát là vui. Bây giờ nhiều người người ta muốn đến chùa mình hát lắm. Mà những người đó chúng ta đều đưa qua bên cho Kim Tho với Ngọc Danh để sắp xếp. Vì những đức là người tu, những đức không dính vô những chuyện đó. Tại vì người ta lợi chùa hát làm sao, người ta làm sao thì Ngọc Danh với Kim Tho nói với người ta rất là dễ. Tại vì cư sĩ nói với cư sĩ rất là dễ. Những đức thích vậy nên những đức không có dính vô. Nên cả người ta hỏi, nhắn tin lại đây người ta muốn hát, những đức cũng gửi địa chỉ qua đó luôn cho người ta gặp Ngọc Danh Kim Tho, kể kết duyên cho người ta. Nên là mai mốt đủ duyên rồi nên là thấy có nhiều ca sĩ cũng ngày xưa cũng lâu lâu mà còn hát hay. Như ví dụ như kệ mình cứ rủ người ta đại người ta điến đi kể người ta. Ai biết chương trình hát ca của chùa mình ta thích làm sao. Nhưng mà có nhiều người người ta không dám hỏi, đâu phải ai cũng hỏi đâu. Nhiều người người ta tiếng tâm ai cũng có cái nghe, đâu phải hỏi đâu, thấy không? Mình cứ mình rủ người ta lần sao biết đâu người ta nói người ta hát làm sao. Ví dụ như gieo duyên cho người ta đi, biết đâu người ta đến chùa mình ta cũng niệm Phật. Cứ dạy người ta là hát xong đầu tiên vô hát Kim Tho như vậy, người ta là phải niệm Phật ba câu. Tại đạo tràng niệm Phật hỏi lý do tại sao mà vô hát mà phải niệm Phật ba câu. Nó là tại vì đạo tràng người ta niệm Phật, mình niệm Phật ba câu là mình đang kính lễ, chứ đâu có gì đâu. Hiểu không? Nhân đức nói thiệt, nhân đức đạo Phật chứ nhân đức mà đi lỡ đạo Thiên Chúa đi, nhân đức cũng niệm đạo Thiên Chúa nữa. Chứ có gì đâu. Mình tôn trọng đạo người ta tôn trọng đạo mình. Còn mình đạo Thiên Chúa, mình lỡ đây mình niệm Phật. Phật là thầy, Chúa là cha. Chúa là cha mẹ, mà cha mẹ nào không muốn cho con mình đi học thầy tốt. Tại sao mình không nghĩ gì để mở cái tâm lượng mình ra quý vị? Thấy không? Người học đạo mà không mở cái tâm lượng ra là thất bại. Ví dụ như gì Mạnh Quỳnh đồ này kia đồ nè, rủ người ta. Những ca sĩ hải ngoại mà về Việt Nam lại đó, hải nào thì hải chứ cũng quay về Việt Nam thôi. Thì chúng ta cứ rủ họ đại chùa gì đó, chùa chương trình lớn, đông người. Quý vị ơi, chúng ta mà có lời ca tiếng hát mà chúng ta đi được đi cống hiến cho một cái số lượng con người đông như chùa mình, đó là cái điều hạnh phúc đó quý vị. Rất hạnh phúc luôn. Thật sự mà nói hát một bài hát, hai bài hát, tiền xe cũng đâu có nhiều đâu. Đi lỡ đây mà hát một cái tấm lòng đó, nếu mà hiểu ra thì đặc biệt. Còn mình đủ người ta điếm đi thì thôi, có gì đâu. Sân nhà mình là có sẵn hết trơn rồi, mình đâu có lo. Hiểu không? Đó. Ví dụ như những ca sĩ mà cũng từng nổi tiếng một thờ dữ dằn, nó mình rủ người ta đi cho người ta có cơ hội, người ta lại chùa mình, người ta hát. Nhưng Đức thấy tu sĩ với ca sĩ mà biết kết hợp nhịp nhàng nghe, thịnh lên luôn á quý vị, chứ không giỡn đâu á. Thịnh á đó. À, Kim Tho hát hồi xưa giờ mà đây là cái đội vũ công đặc biệt nhất. Nên thấy vui. Ví dụ như mấy bà cụ trong chùa mình thấy đặc biệt. Tuy lớn tuổi nghe, nhưng mà kêu nhảy là phải nhảy à. Cái này cũng hiếm có lắm quý vị ơi, không có giỡn đâu. Tại vì họ vui nhiều quá, năng lượng nó tích tụ đầy, chứ không có dễ đâu quý vị ơi. Nhiều bà cụ già mắc cỡ dữ lắm, không chịu lên đâu, thấy không? Nên từ đó mình thấy hay. Như hồi nãy bài hát đầu tiên mà Kim Tho hát,
giống như cha mẹ mình mà cứ qua một lần Tết là thiếu tăng thêm tuổi, mà khi tăng thêm tuổi thì già yếu, thấy không? Thì chúng ta làm con mà giờ mà không được gần cha mẹ, mình thấy là qua một lần Tết là mình thấy cái cơ hội chúng ta xa mẹ cha mình, thấy không? Nên mỗi một người mà làm con ở ngoài đời nhớ nên dành thời gian với cha mẹ thêm một chút, nhất là cha mẹ già như ngọn đèn treo trước gió, đi là đi, thấy không? Nên chương trình nó nhẹ mà thấy nó đặc biệt. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho nhiều người nghe Phật Pháp, rồi chúng ta lấy cái đạo đức làm người đến với nhau, sống có niềm vui, hạnh phúc, niệm Phật, thì cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Cái chương trình trực tiếp chúng ta tắt đi thôi.